Ngày 22 tháng 2, Bộ Y tế công bố 55.871 ca trong nước và 10.412 ca ra viện. Tính từ 16 giờ ngày 21 tháng 2 đến 16 giờ ngày 22 tháng 2, ghi nhận 55.879 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 55.871 ca ghi nhận trong nước, tăng 9.010 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 6.860, Bắc Ninh 2.842, Bắc Giang 2.500, Hải Dương 2.485, Quảng Ninh 2.087, Hòa Bình 2.087, Phú Thọ 2.084, Lào Cai 2.056, Nam Định 1.943, Vĩnh Phúc 1.811, Hải Phòng 1.798, Bình Bình 1.665, Thái Nguyên 1.645, Sơn La 1.494, Nghệ An 1.441, thành phố Hồ Chí Minh 1.352, Hưng Yên 1.312, Yên Bái 1.290, Thái Bình 1.282, Khánh Hòa 1.213, Thanh Hóa 995, Đắk Lắk 989, Quảng Nam 976, Đà Nẵng 946, Tuyên Quang 845, Bình Định 835, Lạng Sơn 765, Hà Tĩnh 690, Cao Bằng 649, Lâm Đồng 630, Quảng Bình 567, Điện Biên 499, Quảng Trị 494, Gia Lai 461, Bà Rịa Vũng Tàu 441, Bình Phước 429, Lai Châu 388, Hà Nam 380, Cà Mau 351, Phú Yên 316, Thừa Thiên Huế 237, Bắc Cạn 233, Đắk Nông 232, Hà Giang 181, Kon Tum 157, Bình Thuận 155, Quảng Ngãi 135, Bình Dương 132, Tây Ninh 113, Bến Tre 64, Bạc Liêu 50, Đồng Tháp 47, Cần Thơ 46, Vĩnh Long 40, Đồng Nai 37, Trà Vinh 37, Long An 27, Kiên Giang 17, Bình Thuận 14, An Giang 9, Sóc Trăng 9, Hậu Giang 6. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.882.983 ca, trong đó có 2.302.264 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.412 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.305.081 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.434 ca.